Thật là một ngày tuyệt vời. Để xem còn đẹp không nha. Ô không, tránh xa con bé ra. Ơ hớ, cậu ta chạy rồi. Chắc ngươi không dám đối đầu với vũ khí của ta đâu nhỉ. Ha, cái gì? Lầm to rồi. Mình thấy lạ quá. Ô không, không phải chứ. Làm tốt lắm. Ha ha, nhìn mà xem. Ô, chưa xong đâu. Đừng, đừng mà. À, như người muốn. Nạp đạn vào súng. Kết liễu cô ta đi. Đúng vậy, đến lúc lập công rồi đó. Wow, tuyệt quá đi. Chúng ta có thể thương lượng mà. Hết thời gian nói chuyện rồi. Đừng. Ô không, họ đã làm gì thế này? Trông kinh khủng quá đi. Thật không công bằng mà. Cuộc sống mà. Đập tay nào, bye. Đồ thua cuộc. Đúng là một ngày tồi tệ. Hả? Cái gì vậy? Chào em, Miss Delight. Đừng sợ, chị sẽ giúp em xử lý mọi chuyện. Ta-da, thu gom rác hoàn tất. Tuyệt. Chúng ta cần nhanh chóng biến đổi. Cùng mang Mom Circle trở lại thôi, chịu không nè? Được, và tất nhiên khát nát bị cấm cửa. Còn phải nói à? Em sẽ phụ trách chuyện này. Không không, em không cần giúp kiểu đó đâu. Nếu chị đã nói vậy thì chị có thứ này rất có ích đó nha. Trông chừng cẩn thận nha. Wow, tuyệt đúng chứ, đừng lơ là nha. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Quay trở lại làm việc thôi nào. Được rồi, mình không cần thứ này nữa. Xong. Đúng là đống hỗn độn mà. Vứt hết những thứ này đi thôi. Vừa sạch vừa đẹp. Cậu ấy không cần mắt kính. Tuyệt, soda free. Nhưng hết mất rồi. Sao người dám? Cái gì? Lại là khát nát à? Các bạn ơi, nhanh lên. Nhanh chóng nhấn like để giải cứu Miss Delight thôi nào. Vẫn chưa đủ. Mình sẽ tham gia cùng các bạn. Nhanh chút nữa. Đủ rồi. Cảm ơn nha, mình có cách rồi nè. Ngươi xong đời rồi. Cái gì? Như mũi cắn thôi ấy mà. Có chuyện gì vậy? Mình nhất định sẽ trả thù. Cảm ơn trợ thủ nha. Rất vui khi giúp được chị. Cứ tiếp tục phát huy nha. Khát nát, đừng hòng qua mắt được ta. Ok, tiếp tục thôi nào. Ngươi không thuộc về nơi này. Chúng ta cùng nhau trả thù đi. Âu, cái gì vậy? Là mắt kính hả? Ai mới là kẻ thua cuộc đây? Đúng là hậu đậu mà. Chúng ta nên thử hành động cùng một lúc đi. Ha, họ đi rồi. Đi chơi thôi. Chào các cậu. Chuck, người anh em, rất vui được gặp cậu nha. Hãy bảo vệ mình khỏi khát nát đi nha. Miss Delight đang làm gì vậy? Mom Circle kiểm tra mắt thôi nào. Cái gì? Không không, kết quả quá khủng khiếp. Hay là mắt cậu bị mỏi? Dùng thuốc nhỏ mắt xem sao. Thế nào hả? Cái gì? Ô không, đừng buồn mà. Mình có kính áp tròng, chắc chắn sẽ giúp được cậu thôi. Cẩn thận. Được đó. Chúng ta thử lại ha. Tốt hơn rồi đó. Làm tốt lắm Mom Circle. Mắt cậu nhìn thấy rõ rồi đó. Eww. Nhìn đống bụng này mà xem. Chúng sẽ nổ tung mất thôi. Eww. Làm thế nào bây giờ? Dùng gậy thử xem. Cái gì? Biến đi. Lại là ngươi. Biến đi. Ô không, còn mang cả bè bạn tới nữa. Phải thay đổi chiến thuật thôi. Đừng sợ Mom Circle, mình bắn giỏi lắm. Tạm biệt mụn nha. Đồ đáng ghét. Tốt lắm. Kia là gì vậy? Ô, mụn đầu đen. Để xem nào, trong túi mình có gì nhỉ? Không phải. Không, không luôn. Đâu mất rồi nhỉ? Ô, cậu đúng là vị cứu tinh của mình. Xem nào. Sai này không được rồi. Mình cần mấy thứ có ích hơn. Không, không. Ô, món này được đó. Yên nha. Wow, cứ như chúng chưa từng tồn tại vậy. Tuyệt vời. Circle, em ngủ đó hả?
Ai chứ? Em à, sao chị lại nói vậy? Mắt em đang mở mà. Chờ đã, đây là gì vậy? Đây là vũ khí của Katniss Junior sao? Mình sẽ dùng cẩn thận. Phấn phủ, đã đến lúc tỏa sáng rồi. Nhắm, bắn. Thành công rồi. Mình giúp cậu làm đều màu da nha. Đẹp lắm. 10 điểm không có nhưng. Mình biết cậu sẽ thích mà. Nè, tình hình sao rồi? Ồ, ngay cả lúc ngủ em ấy cũng đáng yêu nữa. Chị sẽ tiếp thêm năng lượng cho em. Vậy nào. Hả, gì vậy? Chúc may mắn Miss Delight. Mình sẽ đánh dấu lại. Da, mắt, make up. Tiếp theo là gì nhỉ? Chà, có lẽ chúng ta nên làm tóc cho cậu. Thấy ghê quá. Wow, sao lại có nhiều nếp nhăn thế này? Chúng ta phải xử lý trước khi quá muộn. Chờ đã, không. Chúng ta cần loại mà dùng cho cả năm. Không được luôn. Nhưng thứ này có vẻ được đó nha. Trông khác hẳn. Mình có thể mặc đi ăn đám cưới luôn. Xin lỗi nha, cho ta mượn một chút. Hoặc lấy luôn. Bắt đầu thôi. Thành công rồi. Đẹp quá đi. Nhìn nè, em thấy sao hả? Trông em trẻ ra hẳn. Cảm ơn chị. Tuyệt. Nhưng tóc của cậu vừa bẩn vừa rối. Không được rồi. Cây gậy, máy khoan. Không cần đến máy đây sình xịn đâu. Chải tóc rối nào. Ô không, bị kẹt rồi. Vậy thì dùng cách cũ thôi. Mình nghĩ ta thành công rồi. Cái gì vậy? Nhiều sâu bọ quá à. Tránh ra đi. Miss Circle, em dùng cái này đi. Đừng di chuyển. Biến đi, lũ bọ đáng ghét. Cảm ơn chị. Vậy là xong phần tóc rồi. Chị xin lỗi, chị không cố ý mà. Em không sao. Chúng ta phải làm gì với tóc của cậu đây nhỉ? Ghê quá đi. Cái gì vậy? Phân tích gấp. Xem nào. Để xem đó là thứ gì. Ghê quá. Nè, biến ra khỏi nhà mình ngay. Ôi không, mình có cách rồi. Mình cũng vậy. Ngươi sẽ không bao giờ biến đổi thành công đâu. Đã đến lúc cho ngươi thấy sức mạnh của móng vuốt rồi. Ha, phá hủy tất cả. Hãy xem đây sơ cô. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Cấm đột nhập. Ra khỏi đây ngay. Đừng phun lên mặt mà. Tốt hơn rồi. Cậu đã cứu mình. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cái gì? Mình nè. Ok, bắt đầu thôi. Bỏ chét, cháy rận, biến hết đi. Tốt rồi. Sạch sẽ, không còn sinh vật kỳ lạ nào cả. Hoàn hảo, nhưng chiếc sừng trông chán quá đi. Chiếc thang, ta cần ngươi. Cái gì? Làm thế nào để di chuyển đây? Không dễ dàng chút nào. Wow, dừng lại. Được rồi. Giờ thì uống lại nào. Cố lên. Được rồi. Cố định lại thôi. Không nên dùng quá nhiều keo xịt đâu nha. Không, đừng ắt xì mà. Đầu của mình. Ghê quá đi. Chị có sao không? Phần hay nhất. Ô không, phải làm sao đây? Mình không cố ý mà. Mình sẽ lấy ra ngay. Cố lên. Mình cần dây thần. Thắt nút. Giữ lấy mồm sơ cồ. Chị chắc chứ? Chắc mà, giúp chị đi. Kéo. Ô không, đôi mắt không ổn cho lắm. Tội nghiệp mom circle. Đừng hoảng, chị sẽ xử lý ngay. Mình xin lỗi mom circle, nhưng có tạm thế này đã nha. Đừng lo, cậu sẽ nhanh khỏi thôi mà. Bây giờ thế nào? Ổn hơn rồi, cảm ơn chị. Không có ai cả.
theo anh nào bạn nhỏ? Thôi nào, đừng nhát gan như con nít vậy chứ. Đi thôi. Hả? Lilai đâu rồi nhỉ? Khách nát đâu rồi ta? Ồ, người Miss Circle, lại là hắn ta kìa. Hay quá, mình thích video này. Được rồi, tự cố lấy mình thôi. Ồ, lo quá đi. Tấn công. Ồ không, mình có cách tốt hơn mà. Cái gì? Tia laser sao? Mình sẽ bắt được cho mà xem. Bam! Mèo há mèo. Đúng là pin rẻ tiền. Cái gì? Là ngươi làm à? Sống lại đi mà. Ngủ ngon. Mơ đẹp nha đi lai. Gãy của ngươi sẽ có ích đó nha. Giải quyết cho xong chuyện này thôi. Mùi gì vậy nhỉ? Hôi quá đi mất. Còn tệ hơn mùi trong hộp nhỏ nữa. Phải đi tìm cỏ bạc hà nhanh thôi. Hả? Cái gì? Mùi hương có thể đánh thức người chết sao? Cậu phải đánh răng ngay thôi. Mình cần mặt nạ dưỡng khí. Ổn rồi. Nhớ đánh răng 2 lần một ngày nha. Đánh bay mảng bám. Tốt hơn rồi, tuyệt lắm. Ồ, chúng ta cần thuốc tê. Sâu răng chính là kẻ thù. Ra khỏi đó ngay. Chà, phải vậy chứ. Ừ, kinh quá đi. Gì vậy? Bóng. Của mình. Ước gì mình đuổi kịp chấm đỏ kia nữa. Vũ khí của em chẳng xịn gì cả. Băng dính còn có ít hơn đó. Gần hơn nữa. Xong. Ô không, chúng ta cần thứ gì đó xịn hơn. Dùng gậy được chứ. Pháo hoa. Thú vị đó. Gắn vào nào. Tiếp theo mình cần mấy hàng. Chuyện gì vậy? Ô không, mình không thể nhìn vào đó khi không đeo kính bảo hộ. Được rồi. Cậu ấy cần cơm ba, tất nhiên rồi. Được hơn rồi nè. Đẹp như mới luôn. Tiếp theo là gì nhỉ? Cái gì? Em có nhiều chuyện cần làm hơn là xem phim đấy. Chị vừa nói gì sao? Chắc là mình nhầm thôi. Được rồi. Ồ, đúng rồi, làm móng. Làm luôn cho nóng. Đúng nghề của mình rồi. May mà mình chuyên nghiệp. Chà, xem mình có gì nào. Ồ, nhiều vết xước quá đi. Mài đi thôi. Xong. Thêm một lớp sơn nữa. Màu đen hợp với cậu đó nha. Đẹp lắm. Đập tay nào. Tiếp theo là gì? Đánh dấu thôi. Móng tay. Xong. Chà, không biết nữa. Mình nên thêm màu. Trông người giống chú Wendy Light của ta quá. Mình sẽ lưu lại khoảnh khắc này. Mèo nào. Mèo. Cái gì? Bộ ngươi thấy vui lắm hả? Không không, sao ngươi lại? Khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nào nào, lại đây nào. Nếu đã muốn chơi với mèo thì chuẩn bị tinh thần bị cào đi. Mặt của mình. Thêm hoạt hình của mình. Chào. Ồ, con gái yêu. Mẹ, mẹ trở lại rồi, con vui lắm. Khăn giấy sao? Ồ, cảm ơn nha. Cảm ơn cậu đã giúp mình, Miss Delay. Rất vui vì giúp được cậu. Hả? Ồ không. Máy tính của mình bị hỏng rồi. Ồ, con yêu, chờ đã. Tên khốn đó để quên điện thoại nè. Đúng lúc ghê, con cầm đi. Cảm ơn mẹ. Xem tiếp thôi nào.
theo hoạt hình yêu thích của mình. Mình có thể xem cả ngày luôn. Ồ, đúng rồi. Đánh bại đối thủ đi. Cậu sẽ phải hối hận. Cậu nói gì cơ? Ngạc nhiên chưa? Phiêu. Các con, đừng cãi nhau nữa mà. Đến lúc rồi. Chúng ta phải bắt tay vào xây nhà rồi. Wow, sao làm được hay vậy? Tóc của mình đã xong. Đây rồi. Mình cần thêm tròng mắt vô nữa. Cố nhẹ nhàng thôi. Kéo. Và thả nè. Chuẩn xác luôn. 10/10. Bên còn lại. Tiếp nữa ha. Thôi, mắt thứ ba hơi kinh dị rồi. Ngon ghê. Con à. Dạ mẹ. Mắt đã xong rồi. Tuyệt cú mèo. Phải làm cửa sổ tâm hồn ngay thôi. May sao mình luôn đem theo bút chì nè. Vẽ mắt. Vẽ đều quá đi. Phần thú vị nhất đây nè. Ha ha. Mạnh hơn nữa. Đúng rồi. Lại nè. Không dừng lại được luôn. Ủa, gì vậy trời? Cái chùy của mình đâu rồi? Ủa, trời ơi, mắt của tôi. Xin lỗi bà nhiều nha. Tội nghiệp quá. Đoạn này chưa hoàn thành rồi. Xin lỗi nha, để tôi qua lấy. Âu, cứng quá à. Được rồi, để tôi giúp. Lấy ra cùng lúc thôi. Không được rồi. Đợi chút. Các bạn ơi, ấn nút like để tụi mình có thể lấy cây chùy của mình ra nha. Vấn đề sống còn của mình đó. Wow, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tuyệt quá à. Lấy được rồi. Ủa, nhìn đi. Cậu phá mắt của mình rồi nè. Tại cậu đó. Bình tĩnh nha. Mình sẽ giải quyết ngay. Gọi bác sĩ ngay nè. Này bác sĩ ơi, giúp tụi tôi với. Mắt bị lủng một lỗ rồi nè. Tôi hiểu rồi. Tệ thật. Không giấu gì. Mắt này đang bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Bác có thể chữa được không? Tôi không thể. Nhưng thuốc nhỏ mắt thì có. Tuyệt. Vậy thì. Ủa, thuốc cũng giúp được rồi. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Mắt của mình sao rồi? Tin buồn. Vấn đề không giải quyết được sao? Không không không. Mình có cái này cho cậu nè. Quà đó. Ồ, cảm ơn nha. Gì vậy nhỉ? Bịt mắt. Tuyệt đó. Oh yeah. Vừa như in nè. Tránh xa khỏi chỗ mình đi. Cảm ơn. Con à, đánh giá lại cho mẹ nha. Tuyệt quá. Mắt đã xong rồi. Mình cần sửa cây chùy này. Ủa, không được rồi. À, mình biết ai có thể giúp rồi. Bé con à, sửa giúp cho mẹ nha. Thôi mẹ. Mẹ cho con ít nè. Dạ được ạ. Được rồi. Làm đi con. Mình cũng cần mắt. Mà làm từ gì bây giờ? Bong bóng. Bóng càng to càng tốt. Ô ô. Khí vào lộn chỗ rồi. Cứu với. Tôi không muốn làm bong bóng đâu. Bong bóng delay. Được đó. Bay vui vẻ nha. Ô không, cứu. Được rồi, để tôi giúp cho. Au. Vậy đi, phi công tài ba. Cảm ơn nha, mình sẽ thử lại. Đưa đây. Mất công thổi lại giống như hồi nãy nữa. Của chị đây. Ô, cảm ơn. Chắc chắn phải hoàn hảo lắm đây. Hình như thiếu gì đó. À, là tròng mắt. Rồi, mắt dễ thương ghê. Làm bên còn lại nè. Tuyệt rồi đó. Mình nên mua một số thứ. Ô nè. Từ từ đã. Nhìn anh hơi quen quen. Anh là bác sĩ mà đúng không? À, sở trường của tôi không phải là thuốc đâu. Thôi kệ. Đồ của tôi đâu? À, đồ của cô nè. Cảm ơn nha. Của anh nè. Cảm ơn. Bảo trọng. Dán keo lông mày lên. Và lông mi nữa. Bé con ơi, đánh giá lại nha. Wow, dễ thương quá à. Mắt đã xong. Tuyệt vời. Tiền công thì sao ạ? À? Từ từ đã. Phải kiểm tra cây chùy có chắc chắn hay chưa.
Bắt đầu. Oh yeah, chuẩn xác. Này, cậu có thể tạo giúp mình cái lỗ ở miệng được không? Đi mà. Được thôi. Đây nè, vô việc nha. Cảm ơn. Không có gì. Cây chùy của mình quá đỉnh. Hoàn hảo. Tiền công của con đây. Hả? Sao chỉ có một đồng xu vậy? Răng sữa. Hả? Kỳ cục quá vậy. Cảm ơn nha. Cậu không biết gì nên mới nói vậy. Bang. Tất cả bé răng đã nằm đúng chỗ rồi. Nụ cười tỏa nắng. Tuyệt quá mẹ ơi. Răng đó hoàn thành rồi. Ồ, mình thiếu răng rồi. Oh yeah. Mình có ý này nè. Mình chôm vài miếng vải của Soko đây. Mong là không bị phát hiện. Tuyệt. Màu đen bí ẩn. Mình có miệng rồi. Ồ, mệt quá đi. Mình sẽ lấy 5. Đâu rồi ta? Ghế này chắc làm hình cái lưỡi đẹp lắm nè. Tuyệt. Mình cần tiên răng tới thôi. Tiên răng tới rồi đây nè. Lại là anh nữa hả? Nghề kia lương thấp quá. Giờ tôi thành tiên răng rồi. Tôi cần răng. Không phải nói. Tôi có nè. Ô, tuyệt. Yêu ơi, răng dơ quá vậy. Nhổ hết ra đi. Ô, sự nghiệp làm tiên răng của mình là hết. Từ từ đã. Mình từng là bác sĩ mà. Tôi có thể chữa. Được rồi, anh đi đi. Được thôi. Mình có thể tự sửa. Vào việc thôi. Tẩy hết vết ố này. Thiêu, răng cắn rồi nè. Bé con à, đánh dấu nha. Tuyệt, răng đã an toàn. À, có rồi. Mẹ ơi, con mới vẽ tay nè. Cho mẹ à, cảm ơn con. Mà chưa phù hợp cho lắm. Nhưng cái này mới vừa cái nư của mình. Đây. Quá hoàn hảo. Đập tay nào. Bàn tay à. Mình chăm sóc vườn tí đi. Mình cần đất, cơm ba và nhiều nước. Wow, ảo thật đó nha. Oh wow, bự quá trời. Wow, hoàn hảo. Bội thu. Ghét ghê. Soko xong rồi. Mẹ ơi, tuyệt quá à. Phụ kiện xong luôn rồi nè. Nhà của mình sắp xong rồi. Khoe khoang vừa thôi. Mình không thể nào mà thua được đâu. Bực mình thiệt chứ. Trang điểm nữa là xong rồi. Phấn má nè. Đây, thêm tí má hồng cho căn nhà thêm tươi tắn nha. Oh yeah, đẹp quá đi. À, hàng xóm ơi, cho mình mượn phấn má xí được không? Cậu cần hả? Không miễn phí đâu à nha. Rồi, trả cho cậu nè. Chừng này chỉ đủ mua cái nhỏ mà thôi. Nhưng mình cần cái bự hơn. Thì thêm tiền chứ sao nè. Được thôi, chắc phá sản sớm vì cậu quá. Chừng này được chưa? Oh yeah, tuyệt. Phấn của cậu đây nè. Cảm ơn nha. Trang điểm cho nhìn sáng sủa hơn. Mình phải làm gì khác nữa? Tự trang điểm cho mình luôn. Đang làm gì vậy hả? Nè Soko. Hả? Không không không. Nhìn vào gương đi nè. Ôi trời, mặt mình sao vậy nè? Ổn hơn rồi. Có trò vui để chơi rồi. Má hồng sẽ thành cái khác. Ôi oh yeah, mình cần bút gì? Xong. Hoàn hảo. Mình phải nhắm trúng tâm. Không, gần hơn thử coi sao. Hơi trượt tay tí thôi. Không không không, tệ quá à. Ủa, xin lỗi. Đừng giận nha. Sẽ giận đó, nhưng cây chùy của tôi thì có. Bình tĩnh nào. Tôi có giải thưởng đây.
của cô đây, Circle. Hả? Tại sao? Cô ấy đã bắn trúng rồi, và tôi là nhân viên ở đây. Cuối cùng cũng có công việc mơ ước rồi. Mình cũng muốn cái này. Trả lại đây đi, của tôi mà. Tức ghê. Ồ, bông phấn của mình. Có cách rồi nè. Mình sẽ lấy miếng mút này. Dễ thương đó. Màu nhìn hơi chán ha. Màu đỏ đẹp hơn. Nhìn đẹp quá đi. Tuyệt quá. Nhà đó là gì? Trong khi mình có thể đến công viên nước chứ. Mình sẽ lấy ví của mẹ để đi mua vé. Công viên nước. Phí vào là 100.000 lận. Mình có 10.000 thôi à. Mình không vào được rồi. Leo leo. Cậu không được vào công viên đâu. Ta-da. Bé con của mẹ ơi. Con đâu rồi? Bé ơi. Hả? Đi công viên nước rồi à? Ghét ghê luôn á. Bỏ ra. Sao con dám bắt nạt con của cô hả? Chạy nhanh thôi. Mình sẽ phá nát cái công viên nước này thành từng mảnh. Công bằng thôi, dọn dẹp rác đi. Mình sẽ lượm mấy quả bóng. Bỏ mấy cái khung đi. Vứt luôn mấy máng rượt cũ. Xong. Đây là bản thiết kế công viên nước của chúng ta. Tuyệt vời quá đi. Đây là nơi chúng ta sẽ đặt biển báo chỉ dẫn cho các khu vực công viên nước. Chúng ta sẽ bắt đầu với các đường trượt nước. Cưa mấy tấm ván này làm rùng rợn quá à. Mình dựng khung và cố định các mảnh lại với nhau. Và xong rồi. Tiếp theo mình sẽ bỏ một nửa đi. Ta-da. Theo con thấy chúng ta nên xoay nó qua một chút đi. Được rồi, sao cũng được. Được chưa nào? Quá chuẩn. Tốt rồi. Ai vậy? Chào, là mình nè. Mẹ chân dài á hả? Ồ, chào nha. Cái gì đây? Sẽ sớm có cầu trượt nước ở đây. Cầu trượt nước hả? Phải có hai cái mới được. Vậy hả? Được thôi, sửa lại được mà. Mình sẽ chụp hình lại, thay đổi màu sắc. Đã có khung đường trượt mới. Tuyệt vời. Tiếp tục làm đi nha. Mình vẫn để mắt tới bạn đó. Mình đang quan sát bạn đó nha. Mấy cái khung đã sẵn sàng rồi, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Phải sơn tất cả lại. Bắt đầu thôi nào. Chúng ta cùng sơn nha. Con thích lắm luôn. Mẹ cũng vậy. Xuất sắc. Sơn lên trên nào. Con phải nghỉ ngơi đã. Ủa, hết sơn rồi. Làm sao để sơn cái khung thứ hai đây? Cái gì? Chúng ta có một cái khung, nhưng không có cầu trượt. Bắt buộc phải đóng cửa công viên nước này thôi, vì nó không đạt tiêu chuẩn. Bước qua xác của mình đã rồi nói. Các bạn ơi, đừng để mẹ chân dài đóng cửa công viên nước nha. Hãy bấm nút like đi nào. Bị sao vậy nè? Băng dính bị kẹt rồi. Cứu với. Cảm ơn các bạn nha. Khoan đã. Cái gì? Sơn xịt hả? Cảm ơn nhiều nha. Bây giờ mình sơn kiểu gì cũng được. Đẹp không nè? Được đó. Con nghĩ chúng ta nên thêm một cái đầu búp bê trên cầu trượt nữa. Mẹ sẽ đặt hàng online. Hàng tới rồi. Mở ra nào. Có đủ mọi thứ luôn nè. Mình sẽ ghép tất cả các mảnh lại với nhau. Nhiều keo lên. Đầu của Miss Delight đã xong rồi. Tiếp theo mình sẽ làm đầu của mẹ chân dài. Cố định nó vào khung. Gắn cầu trượt vào. Suýt nữa quên cầu thang rồi. Dễ thương quá. Chúng ta có cầu trượt công viên nước rồi. Đẹp không nào? Quá tuyệt. Ồ, mình có ý này. Hmm.
Út gì là đồ trang trí cầu trường tuyệt vời. Hiu, nhìn đồ chơi của con nè. Tuyệt vời, mình sẽ sử dụng nó tốt nhất. Xong rồi. Hình như còn thiếu gì đó. Biết rồi, một ít vải thun nữa sẽ dễ thương hơn. Dễ thương quá à. Cái gì? Hồ bơi hả? Mình sẽ xây nó trong nháy mắt. Mình vội vàng quá rồi. Hớt ghi. Này, để mình thổi hồ bơi cho nha. Không được, chán quá đi. Ước mơ lúc nhỏ lớn nhất của mình là xây dựng công viên nước đó, nhưng bọn họ không cho mình làm. Đừng buồn nữa, bạn có thể thổi căn hồ bơi nếu như bạn muốn. Đây là việc rất quan trọng, bạn phải làm thật nghiêm túc đó nha. Mình sẽ khởi động và bắt đầu làm luôn. Mình đã thổi hết hồ bơi rồi nè. Giỏi lắm, chúng ta có thể lấp đầy nó. Hồ bơi bóng đã xong rồi, hồ nước cũng vậy. Thêm một ít đồ chơi nữa. Thêm một thử thách chúng ta đã vượt qua. Bye nha. Bye, cảm ơn nhiều. Để xem nào. Rượt bóng xong rồi. Với cái này, đứa trẻ sẽ trèo lên, trượt thẳng xuống hồ bơi, và nước sẽ theo người bạn đến từng đường đi. Thôi xong, nguy hiểm quá à. Những suy nghĩ tồi tệ. Ra khỏi đầu đi nào. Mình sẽ làm tay áo bơi, sơn màu cam và làm bút chì cao su xốp. Để trang trí bên ngoài. Đeo vào nào. Con thích lắm luôn. Đúng vậy. Quay lại rồi à. Quầy bán nước chanh. Nó ở chỗ nào? Đây nè. Không, nó phải giống như vậy nè. Được rồi, mình sẽ chỉnh lại một chút. Lắp ráp lại. Vặn ốc vít. Đóng đinh vào. Đây là nơi đặt biển chỉ dẫn. Mình sẽ sơn nó. Và trang trí thêm. Quầy nước chanh của chúng ta đã bắt đầu mở cửa. Cho mình ly nước chanh đi. Ồ ồ, cái này tệ quá à. Cái gì đây? Nước chanh, ngon quá à. Và khỏe đẹp nữa. Thêm đường. Cái này cho con. Mẹ xứng đáng được cảm ơn. Cái gì vậy? Một vết bẩn hả? Ngay trước mắt luôn. Một điểm trừ lớn. Không không không, vết bẩn này sẽ biến mất trong một nốt nhạc. Giờ được chưa nè? Được rồi. Ồ, cái gì vậy? Đồ chơi hả? Cản đường quá. Khoan đã, sao đồ chơi lại ở khắp nơi như vậy nè? Không, không, không. Ồ, cái này hữu ích nè. Hộp cát sẽ được đặt ở đây. Nó sẽ đủ rộng để chứa tất cả đồ chơi. Một cái dù che nắng. Gió mạnh quá à. Cái khác nha. Mình sẽ góp sức. Hay lắm. Mình cần hai cây bút chì. Phần đầu bút chì sẽ biến thành bông tai. Mẹ ơi, cho mẹ cái này nè. Mẹ có một đôi bông tai mới yêu thích rồi. Tới giờ bắt đầu làm trên khu vực ngồi rồi đó. Chúng ta có chỗ đặt nó không? Chỗ này hoàn hảo nè. Mình sẽ order một cái ghế tắm nắng. Bao nhiêu tiền vậy? Mình biết lấy tiền ở đâu đây? Mình biết phải làm gì rồi. Ai cũng thích massage cả. Tiếp theo tới mình. Đừng có chen ngang mà. Gì đây? Có tiền rồi nè. Tốt quá, order thôi. Ghế tắm nắng tới rồi đây. Trả tiền cho anh nè. Chừng này không đủ rồi. Tôi sẽ mang nó về. Khoan đã.
Khắc ghi quốc ghi, giúp mình với. Để đó cho mình. Xử chàng trai giao hàng này đi. Ủa, phải chuẩn lẽ thôi. Trời ơi, mình còn chưa kịp khởi động nữa. Chắc chắn cái này của hai bạn nè. Bạn là số 1. Rất vui được giúp đỡ mà. Khắc ghi của chúng ta chỉ là búp bê mà thôi. Khu tắm nắng đã sẵn sàng. Tốt lắm. Ủa, có cầu trượt, bể bơi, hợp cát rồi. Vậy xích đu đâu? Ngay đây nè, ngạc nhiên chưa? Mình biết cách trang trí xích đu nè. Để mình lo phần xích đu cho. Một là theo mình hoặc không ai cả. Đánh nhau không giải quyết được vấn đề. Mình sẽ tự bảo vệ mình. Thua đi, quên đi nha. Không đánh lại được mình đâu. Ô, nước chanh. Đã khát quá đi. Tiếp thêm sinh lực. Tiếp tục nha. Đầu hàng đi. Đầu hàng. Đình chiến nha. Ok. Chúng ta sẽ đưa xích đu lên một tầm cao khác. Mình sẽ lấy bút chì. Mình sẽ sơn lại đường ống. Mình thêm bút chì ở đây và ở đây nữa. Xong rồi. Đẹp quá đi. Mình làm chỗ ngồi. Tiếp theo sẽ trang trí tường nha. Thêm một đống găng tay vào. Như thể nó là những cánh tay dài vậy đó. Phần của mình làm sao đây? Một con bạch tuộc. Nghe có vẻ hay đó nha. Sơn các xúc tu. Nhìn đẹp chưa nè. Thêm giác khúc nữa. Tường của mình cũng đẹp rồi. Oh wow. Oh đúng vậy. Cá mập kìa. Cứu tôi với. Không có gì phải sợ cả. Nó hiền lắm. Có trẻ nhỏ ở đây mà. Con mình đi đâu rồi? Không biết nữa. Con yêu, con đâu rồi? Wow, công viên nước đẹp quá đi. Tiếng gì vậy ta? Có đứa nhỏ nào đang khóc đó? Sao vậy? Bảo vệ không cho em vào. Hắn sẽ phải hối hận. Ha ha, chạy đi đâu mà ngươi thích đi. Vui lên nào Evelyn. Bọn chị sẽ xây công viên nước cho em. Em đồng ý. Chúng ta về nhà thôi. Tuyệt vời, có chỗ để xây rồi nè. Quá đẹp luôn. Chúng ta sẽ xây công viên nước ở chỗ này. Bản vẽ thiết kế đây. Đợi mình chút nha. Mình sẽ dán nó lên đây để mọi người cùng xem. Cái gì vậy? Cái hồ bơi. Chỉ cần thổi nó lên thôi. Cái này khó hơn mình nghĩ nha. Đưa đây cho mình. Để mình thổi cho. Hít một hơi thật sâu. Em thấy trẻ giống sắp nổ quá. Chị đang thổi nó mà. Xong rồi. Cảm ơn chị, khát nát. Chị có ý này nè. Banh đâu, rơi xuống đây nào. Mưa banh nè. Tuyệt quá à. Em nhảy vô nha. Chưa được. Chúng ta vẫn phải xây một quầy bán nước chanh nữa. Đây. Em hiểu rồi. Giúp được mấy chị em vui lắm. Nên chọn màu nào đây ta? Màu cam đi. Giống như đất đây luôn. Bạn nên tập trung làm việc đi. Tiếp theo là gì đây? Đúng rồi, phải trang trí tường nữa. Và để làm được điều đó, cần phải dùng tới móng vuốt. Bạn định làm gì vậy? Bây giờ mình có ngôi sao rồi. Nó sẽ được gắn vào tường. Đẹp quá à. Đất đi. Mình cũng tranh thủ làm luôn. Bạn thấy đó, bức tường của mình cũng đẹp không kém. Oh wow. Đừng lo, mình sẽ giúp bạn. Bí mật chính là cái tua vít này nè. Nó tới ngay đây. Bada bing bada boom. Sao hả? Mình thích người khác làm giùm mình đó. Mình ngửi thấy mùi gì đó. Giống như mùi. Phải tìm ra cái mùi ở đâu mới được. Là cái thanh gỗ này nè. Bạn thích nó không?
quá là đẹp luôn. Oh yeah, chụp nè. Nhìn đi, nhiều lắm nè. Tuyệt, bắt đầu xây dựng thôi. Cái khung đã xong rồi. Hãy đặt nó ở đúng vị trí. Nặng quá. Mình biết còn thiếu gì rồi. Cái đỉnh. Hiu. Tiếp theo là sơn lên. Khoan đã, khung là của mình. Đem sơn tím của bạn đi đi. Sơn nửa kia kìa. Còn mình thì sơn bên này. Mình sơn xong rồi. Hả? Mình mới sơn được có chút xíu à. Đồ thua cuộc. Mình phải tăng tốc mới được. Đến lúc sử dụng phép thuật rồi. Xong rồi. Tưởng thế nào? Sơn xong rồi. Thêm chút màu hồng nữa. Chính xác. Suýt nữa thì quên mất. Khát nát, chuyện gấp nè. Chuyện gì vậy? Bạn có nhớ chúng ta phải xây mấy cái đầu khổng lồ này không? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Ồ, mình có nhiều ý tưởng lắm nè. Hãy tưởng tượng nha. Một cái đầu màu cam hoành tráng nhô lên trên ngọn đồi và làm bọn mình mê mệt. Có đèn nè. Và âm nhạc nữa. Chúng ta sẽ nở một nụ cười rạng rỡ. Bọn trẻ sẽ rất thích luôn. Everland sẽ rất thích. Bạn thấy sao hả? Nghe mệt quá đi. Mình cần thêm đồ. Ao, đầu của mình. Được rồi, cắt nó ra nào. Có cái đế rồi. Giờ sơn màu lên. Đây, đất đây à. Cái đầu của mình xong rồi nè. Sao bạn lại làm nhanh vậy? Mình cũng làm được thôi. Mình sẽ làm nhanh hơn bạn nữa. Bắt đầu nào. Xong rồi. Ôi trời. Mình sẽ chắc chắn nó cao hơn. Như vậy nè. Đầu của đất đây cũng giống mình thôi. Trộm vía vẫn ổn. Mình có kế hoạch khác rồi. Ê, đi cẩn thận chứ. Đừng có đẩy. Mình nghĩ cầu trượt phải như vậy. Phải không ta? Bụng bề quá à. Xong rồi. Đẹp không nè? Không hả? Sai chỗ nào ta? Khó hiểu thật. Thật hả? Cứ vậy đi, để mình làm cho. Xin lỗi. Mình không cố ý. Phải làm như vậy nè. Quá dễ dàng. Cảm ơn nha. Mình xém quên cầu thang mất. Chính xác. Đúng thứ mình đang cần. Nó là của mình, bạn không được lấy. Có rồi. Cái gì? Thôi kệ đi. Lấy một nửa cũng được. Để thử ván trượt xem. Yeah, vui đó nha. Banh kìa. Cho mình chơi với. Ôi trời. Yeah, thích quá đi. Mình nói đúng không? Đập tay nào. Mơ đi. Chúng ta trang trí khu vực ghế ngồi đi. Nên chọn ghế tắm nắng nào đây ta? Cái này đi. Lựa chọn hoàn hảo. Wow. Thư giãn thôi. Mình đang thư giãn. Bạn thấy không? Ok. Mình sẽ cố gắng giữ im lặng. La la la. Bọn mình đang xây công viên nước. Đủ rồi. À! Cuốn con, lấy quả banh về đây cho mình. Banh. Ha ha. Mình sẽ lấy cái này. Mình sẽ cắt nó để làm đế đệm. Phủ vải lên nha. Vẫn chưa xong đâu. Móng vuốt đi. Chúng ta đã có mắt và miệng. Cần thêm tay nữa.
Đây rồi. Nhìn nè, đệm của mình đã xong rồi. Đớp đi. Cuối cùng mình cũng tận hưởng được kỳ nghỉ rồi. Chơi với banh là niềm yêu thích của mình. Đồ uống của mình dơ quá à. Tại đớp đây hết đó. Đớp đi, bạn sẽ biết tay mình. Mình buồn ngủ quá đi. Đừng ngủ nữa. Mình không thể làm xong nếu không có đớp đi. Phải đánh thức cô nàng dậy mới được. Cái này chắc được nè. Báo động hả? Có chuyện gì vậy? Là bạn làm có phải không? Không có, mình không biết. Đừng có chọc mình nữa. Hơi thở của bạn làm mình buồn ngủ. Thôi mà, đừng có để ý nó. Phải dỗ dành đớp đây mới được. Lại đây, mình sẽ làm quầy bán nước chanh cho công viên. Mình không quan tâm. Dùng phép thuật nha. Sai rồi. Nó cũ và dơ quá đi. Yêu, ghê quá. Mình sẽ sửa nó lại. Để mình làm cho. Tránh ra đi. Mình sẽ đập cái quầy cũ đi. Đây. Xong rồi. Hiểu rồi. Để mình quay lại liền. Cô nàng định làm gì vậy ta? Wow. Mình hiểu rồi. Mình sắp xong rồi. Đảm bảo chắc chắn luôn. Để mình sơn nó. Mình cũng sơn luôn. Xong rồi. Làm mấy cái này mệt thiệt đó. À nhớ rồi. Đến lúc uống nước chanh giải khát rồi nè. Tuyệt vời. Mình nghĩ bé Evelyn cũng muốn uống nó đó. Mình thích nước chanh lắm. Đớp đi, bạn có sao không? Nè, mình bị cuốn vào khoảnh khắc mơ mộng rồi. Phải có cái đệm càng sớm càng tốt. Thiếu gì nữa đó? Biết rồi, mình sẽ thêm ít chi tiết nữa. Tai. Mắt. Và mũi. Quá đẹp. Hết sức bình thường. Mình có cách rồi nè. Đợi mình một chút nha. Không cần vội. Mình sẽ lấy cái này. Mình sẽ có một hồ bơi ngập tràn sữa.